Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em giai đoạn 2003-2023. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố cùng các đơn vị liên quan đã không ngừng nỗ lực mang lại sức sống mới cho hàng ngàn trẻ em và đem lại niềm hy vọng cho nhiều gia đình nghèo, tạo dấu ấn riêng cho hội và góp phần đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác tầm soát bệnh tim trẻ em. 20 năm qua, thành hội đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hơn 750 điểm khám, hơn 500.000 trẻ em được tầm soát, phát hiện 2.340 trẻ em nghi bị bệnh tim bẩm sinh, trực tiếp làm việc với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân trong và ngoài nước vận động kinh phí, giúp cho gần 1.400 em được phẫu thuật tim, tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận biểu dương những kết quả lòng nhiệt thành của ban chủ nhiệm chương trình, các sở ban ngành địa phương, tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành chung tay vì sức khỏe, tương lai của trẻ em. Chúng tôi cũng đề nghị các cấp các ngành địa phương cần tiếp tục quan tâm đồng hành cùng các em đã được phẫu thuật, tạo điều kiện hỗ trợ để các em tiếp tục được chăm sóc sức khỏe, phấn đấu, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi các cá nhân, các tổ chức nhân đạo từ thiện và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, chung tay với thành phố trong thực hiện chương trình, trở thành những cầu nối lan tỏa thông điệp và những giá trị kết quả nhân văn của chương trình đến với đời sống xã hội. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 21 em học sinh có thành tích xuất sắc đã từng được hỗ trợ phẫu thuật. Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Thành ủy cũng trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em giai đoạn 2003-2023.